Thủ pháp bình bổ bình tả long hổ giao chiến. Đầu tiên chúng ta vây kim cho đắc khí. Sau đó chúng ta sẽ quay nhanh vào cùng chiều kim đồng hồ 9 vòng. Các bạn nên nhớ có hai con số là quay bổ thì là 9, cùng chiều kim đồng hồ, tả là 6, ngược chiều kim đồng hồ. Đấy gọi là cửu lục số pháp. Cửu lục số pháp. Đây, xoay ngược nhanh này, 6 cái. Đấy là thủ pháp long hổ giao chiến.